Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hiện tiền chư tôn đức ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là sáng thứ ba, ngày 6 tháng 11 năm 2018. Chúng ta được gặp nhau thêm một ngày nữa ở tại Happy Reception thuộc St. Albans. Ở đây là đâu? Sunshine, tiểu bang Victoria, Úc Đại Lợi. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Hôm qua có ai đi trên Quảng Đức không? Nguyên hội trường này không ai đi hết rồi. Thưa đại chúng, theo ông Hòa biết là hôm nay mình sẽ có một ngày mình sinh hoạt với nhau. Thì buổi sáng này chúng ta sẽ có buổi sinh hoạt bằng tiếng Việt, rồi chúng ta đi ăn trưa, và sau đó thì sẽ có buổi nói tiếng Anh lúc 2 giờ. Và nếu sau buổi tiếng Anh mà còn thời gian thì chúng ta sẽ tiếp tục sinh hoạt vấn đáp ngắn nữa, rồi chúng ta sẽ nghỉ. Và Phong Hòa sẽ đi Sydney vào ngày mai và sẽ trở lại đây gặp quý vị vào ngày 18 tháng 11. Và ngày 18 tháng 11 là ngày sinh hoạt cuối ở Úc Đại Lợi cho lần hoằng pháp thứ hai này. Lúc đầu thì ngày khởi đầu cũng ở đây, thì lúc cuối trước khi về cũng sẽ gặp lại đây để từ giả đại chúng. Kính thưa đại chúng, mỗi ngày chúng ta đều làm những cái công việc là mở mắt thức dậy, và điều đó ai cũng muốn hết á. Tại vì ai cũng muốn mình được cái cơ hội là ngủ mà còn thức dậy được. Tại vì nó có một cái điều sự thật là dép dưới giường, lên giường vội biệt. Sống ngày nay dễ biết ngày mai. Mình đi ngủ mình để đôi giày, đôi dép của mình ở dưới giường, chưa chắc ngày mai sáng mình có cơ hội mình mang lại đôi giày đó. Cho nên dép dưới giường, lên giường vội biệt. Sống ngày nay dễ biết ngày mai. Có ba ông bạn ngồi nhậu với nhau, thì một ông mới nói: mình đây đang gặp nhau đây, sang năm không biết có ngày này nữa không. Thì khi nói như vậy, cái ông kia mới nói: trời ơi, anh nói chuyện chi xa xôi. Mình gặp nhau vào giữa ngày này, tháng sau không biết có ngày này nữa không. Ông thì nói năm, ông nói tháng. Ông thứ ba ông mới nói: anh nói tháng cũng còn nhiều. Gặp nhau ở giữa chốn này, ngày mai không biết có ngày này nữa không. Bởi vì cái lý chúng ta thường nói là 5 năm 6 tháng 7 ngày. 5 năm là ở cái tuổi 50 tuổi á, còn dám nói là tôi còn sống được mấy năm. Nhưng mà ở cái tuổi mà hàng 6 rồi á, thì 5 năm, nhưng mà tới hàng 6 thì nói tháng thôi. Tới hàng 7 thì nói ngày thôi. 5 năm 6 tháng 7 ngày. Nhưng mà nói để cho có một cái câu nói cho nó bắt vần nó nói. Chứ thật sự ra chân lý thì không có chắc. Cũng giống như mình nói sanh già bệnh chết, đó là mình nói theo cái công thức. Sống, lớn lên rồi sống, rồi có già, có bệnh rồi mới chết. Nhưng mà sự thật ở đời là có đôi lúc không già mà đã chết, chưa già mà đã bệnh, chứ cũng chẳng phải đợi già mới bệnh, hay đợi già mới chết. Cho nên á, ngày xưa có những vị tổ đã viết một cái câu thiền ngữ như là câu mật chú, câu thần chú để nhắc nhở mình. Các ngài viết một câu và dán ở trước cửa, trên đầu giường, hay là bất cứ nơi nào mà các ngài có thể nhìn thấy thường xuyên và nhắc nhở mình. Đó là sanh tử sự đại.
Sanh tử sự đại là gì? Sống chết là việc lớn. Và khi mình thấy sống chết là việc lớn thì những cái việc mà hơn thua, tranh chấp, nhà cao, cửa rộng, quyền thế, nó còn gì quan trọng với mình không? Không. Tại vì ông làm chức gì đi nữa mà vô thường nó đến á, thì mình cũng phải khoanh tay chịu chết. Nhà cao cửa rộng, địa vị cao sang mà cơn vô thường nó đến. Mà trong kinh Địa Tạng nó là sao? Con quỷ vô thường kia không hẹn mà đến. Phẩm thứ 7, con quỷ vô thường kia không hẹn mà đến. Tại vì cái đó nó đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Cho nên mình sáng mà mình ngủ dậy mà mình mở mắt được, để mình còn thấy trời xanh, mây trắng, mình còn biết được mình còn đang sống, đó là một hạnh phúc. Cho nên mình tập phải thường xuyên quán thấy cái đó để làm gì? Để mình buông xả được cái sự chấp trước, cái sự dính mắc, cái sự khổ đau của mình. Chấp trước là gì? Chữ chấp là mình dính, chữ trước là mình kẹt. Ví dụ như là mình đi cái mình đụng một cái sợi dây mà mình dở cái chân lên á, là mới có chấp, là mới chưa trước. Nhưng mà mình lỡ mình kẹt vô sợi dây cái mình vòng vòng mình gỡ nó, nhưng mà không ngờ là sao, càng gỡ nó càng rối, nó càng quấn vô. Mà con người của chúng ta hằng ngày á, chúng ta dính thì cũng có mà mắc thì cũng thường, ta kêu dính mắc. Ví dụ như mình đi ngang một cái người đó, ta nói lỡ một câu nào đó là dính đó, mình nghe rồi là phải dính thôi. Nhưng mà mình, nếu mình biết tư duy, biết quán chiếu, thì chúng ta đừng mắc kẹt vào cái lời nói đó, để rồi chúng ta thốt lại những cái lời nói khó nghe, và thậm chí vì hiềm hận mà chúng ta còn làm gì, còn nguyền rủa cái người đó. Có nhiều khi người đó nói mình bỏ một câu à, hay là người đó mới có làm mình có một việc thôi, nhưng mình vì cái hiềm hận không nguôi, cho nên rồi mình buông lại những cái lời nói như rủa xả người đó, mắng nhiếc người đó, và thậm chí không bao giờ tâm tư mình xả bỏ được người đó, thì chính cái người đó là cái người mà mình bị gọi là mắc kẹt, mà cái người đó lại tạo nghiệp bởi người đó. Cho nên buổi sáng nghĩ điều lành, mình phải nghĩ lành để làm gì? Để nó giúp cho mình thăng tiến một ngày mới. Cũng giống như người bệnh á, mà tối ngày cứ nghĩ tôi bệnh quá, là ngày đó nó không có dễ, nó không có nhẹ nhàng. Bởi vì mình bệnh mà mình cứ focus, mình cứ chú ý, mình cứ quán cái bệnh hoài, thì cái bệnh nó tăng trưởng. Tại vì cái tâm tư mà bệnh á, cái tâm lý bệnh á, nó hại cái thân bệnh nhiều hơn. Cho nên nhiều khi bệnh thân mà ít, mà bệnh tâm thì lớn thì nhiều. Ví dụ mình có bệnh nhưng mà mở rác ra, bữa nay có được một ngày mới để sống. Cho nên buổi sáng nghĩ điều lành, mỗi sáng mình ngủ dậy thì mình lại nghĩ một cái điều lành, là trước hết là gì? Hôm nay tôi còn sống. Cho nên có bài thơ: thức dậy hôm nay em thấy trời xanh, chắp tay em cảm ơn đời màu nhiệm, cho em 24 giờ tinh khôi. Thức dậy hôm nay mình thấy trời xanh, chắp tay cảm ơn đời màu nhiệm. Cho buổi sáng mình khởi cái niệm lành là mình còn đang được sống. Ví dụ như quý vị thấy là Pháp Hòa qua đây ngày thứ 5, qua ngày thứ 6 là làm việc, và làm việc suốt từ hôm đó tới nay là liên tục, mà có những ngày phải làm việc cả ngày 3 buổi ở 3 chùa. Thì bây giờ mình sẽ thấy là mỗi sáng một đêm á, Pháp Hòa ngủ được phải 3 tiếng. Đêm nào cũng khoảng đó thôi. Giờ tối ví dụ như là 3 giờ đi ngủ, sáng 6 giờ là đã dậy.
Nhưng mà khi mình dậy mà mình thấy rằng cái cổ mình nó không có bị viêm, cái đầu mình nó không có bị nhức, sức khỏe mình còn ráng được thêm buổi nữa là mình mừng. Nhưng mà nếu mình nghĩ trời quể quải quá, thật sự là quể quải lắm. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ tôi quể quải quá thôi nằm đi thì bể xô. Tức là mình khi mà mình thấy rằng mình có quể quải nhưng mà mình ráng mình ngồi dậy mình để mình biết rằng cái công việc ngày hôm nay nó sẽ là như vậy. Trên buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm việc lành, tức là khi mình nghĩ cái việc lành thì nhất định mình sẽ làm cái điều đó. Ví dụ nói sáng hôm nay tôi cần đi chợ để nấu ăn vì chiều nay có khách, là tự nhiên cái người mình nó ngồi dậy một cách rất là linh động, tỉnh táo và chuẩn bị đi để mà đi chợ nấu ăn đại khách. Tại vì mình có cái điều nghĩ về cái đó thì chúng ta đủ cái năng lực ngồi dậy để làm. Nhưng mà nếu ngược lại chúng ta nghĩ cái điều tiêu cực, nó cũng đủ sức để nó lôi mình nằm xuống. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm việc lành, để buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Buổi sáng thở và cười, buổi trưa thở và cười, buổi tối thở và cười. Lúc nào mình không thở? Mình chưa bao giờ ngưng thở. Không thở chết rồi. Nhưng mà hình như mình không nhớ là mình thở. Cho nên á, trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào. Trăm năm trong cõi người nào, người ta cũng phải hít vào thở ra. Xa xa như ở nước Nga, người ta cũng phải thở ra hít vào. Xa xa như ở nước Lào, người ta cũng phải hít vào thở ra. Xa xa như ở nước Tàu, người ta cũng phải hít vào thở ra. Gần gần như ở giữa chúng ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào. Vậy thì thưa đại chúng, hơi thở có khả năng duy trì sự sống cho mình. Nhưng mà nói cho cùng, cái gì quý nhất trong đời mình? Hơi thở. Mình nghĩ là địa vị, nhà cửa, danh vọng vân vân. Nhưng mà bây giờ mình có tất cả đi, nhưng mà chỉ cần một hơi thở ra mà không thở vào lại thì tất cả cái đó nó trở thành vô nghĩa đối với mình. Vậy thì hơi thở quan trọng. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải tìm giờ để chúng ta tập cho mình biết cái cách thở. Biết cách thở là gì? Chúng ta biết điều hòa cái hơi thở của mình. Mà khi hơi thở nó điều hòa thì thân tâm mình nó sẽ điều hòa theo hơi thở. Và một khi thân tâm được điều hòa thì sự việc xung quanh mình nó sẽ điều hòa. Tại vì tất cả mọi sự việc xung quanh mình do cái tâm mình nhận định đó. Ví dụ như là bất cứ việc gì xảy ra mà nếu cái tâm mình biết bình hòa mình nhìn thì sự việc nó sẽ được giải quyết. Thật ra sự việc nó không có cái gì mà ghê gớm, cái gì đó cũng đã xảy ra rồi. Cái quan trọng là mình có cái cách điều hòa, bình hòa để mình giải quyết không? Cho nên hơi thở rất quan trọng. Vì vậy mà tại sao Pháp Hòa hay hướng dẫn đại chúng, chúng ta ngồi tịnh để chúng ta điều hòa cái hơi thở mình. Tại đa số là chúng ta thở mà thở rất là hỗn hển, thở rất là mệt mỏi, và thậm chí quên mình đang thở. Cho nên chúng ta có và chúng ta quên, chứ không phải chúng ta không có. Thì cái hơi thở giống như Phật tánh của mình, giống như cái tâm an tịnh của mình có,
Nhưng mà tại vì mình hay quên nó và mình sống thường với những cái lăng xăng bên ngoài, cho nên Đức Phật dạy tâm bình cảnh sẽ bình. Tâm mà mình bình an rồi thì sự việc, mọi việc xung quanh nó sẽ được an. Ví dụ như sáng hôm nay mình định là 10 giờ giảng, nhưng mà có thể do trời mưa, người ta không dám lái xe nhanh, vì vậy mà đại chúng có phần đi trễ. Mình ví dụ vậy đó. Chúng ta là người may mắn tới đây trước đúng giờ, không rủi ro tai nạn, thì chúng ta cứ ngồi đây thở mỉm cười và chờ những người đạo hữu khác đến. Và mình cũng không mong ai gì gấp gáp mà có tai nạn hết. Cho nên mình ngồi mình biết quán chiếu. Nếu như mình hối người ta, người ta đi nhanh mà lỡ người ta có gì cái mình nói trời ơi sao không từ từ đi, mà cái lúc mà người ta từ từ ta đi, nó làm gì mà đi chậm vậy, phải không? Thành nữ thường thường cái việc gì nó xảy ra rồi á, cái bắt đầu mình mới đem giống như mình có một cái gì đó mình nói gỡ gạt lại, sao không từ từ, không có sao đâu vậy đó. Thí dụ như người ta nợ mình mà tới ngày đó mà người ta chưa trả, cái mình phone lời là mình phone mình mắng ra la người ta, hứa mà không chịu trả. Nhưng mà lỡ thí dụ người ta có một cái chuyện gì bất trắc xảy ra, nó trời ơi chị em với nhau không đâu gấp gáp gì đâu, chị nói tôi tiếng được rồi, mà thử ta nói cho mình chịu không. Thử ra thường thường cái tâm của mình nó hay buông lung vụt chạc, cho nên mình làm sao mình điều hòa được cái hơi thở, tức là mình điều hòa được thân tâm của mình. Vì cái thân của mình á và cái tâm của mình á, nó là hai cái liên hệ, mặc dù nó là hai cái mình đặt đó, đây là thân, đây là tâm, nhưng mà thân tâm là một. Bởi vì thân tâm mà có an thì thân nó an theo, mà an được cái thân thì tự nhiên cái tâm nó yên. Ví dụ thân không có bệnh, tâm họ nhẹ nhàng, nó không có lo nghĩ đó. Mình nói ví dụ vậy. Mà bữa nào mà thân có bệnh chút rồi suy nghĩ dữ lắm, trời ơi tự nhiên sao tôi phát hiện tôi bệnh này rồi không biết có hết không ta, rồi bắt đầu đi tìm thuốc thế này. Nó một cái ví dụ là khi thân có bất trắc một cái gì là tâm nó không bình thường. Cho nên thân tâm rất là quan trọng. Nụ cười cũng quan trọng, tại vì nụ cười nó làm cho con người thư giãn. Vì vậy mà nó có nhiều cách cười khác nhau. Cười sảng khoái thoải mái cười khác, cười mà nhẹ nhàng trước mọi việc cười khác, mình cười mình khinh khi người ta nụ cười khác, cười mà ngạo nghễ cười khác, cười mà đau xót cười khác. Có nhiều người buồn quá cười, nhưng mà cười cái nụ cười khác, cái giọng cười nó khác. Cho nên á, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Cười không đúng chỗ, cười lỗ 10 thang. Ai cũng nói cái câu đầu là một nụ cười 10 thang thuốc bổ, nhưng phải cười đúng chỗ chứ. Không lẽ đi vô đám tang cái cười ha ha. Mặc dù ai cũng biết là nụ cười là 10 thang thuốc bổ, nhưng mà mình phải cười đúng chỗ để làm gì? Để cái cảnh nó bình theo cái nụ cười của mình. Có những nụ cười mình làm cho cảnh nó loạn. Vì vậy thì cười phải có chánh niệm. Vì cái gì có thể làm cho chúng ta cười có chánh niệm? Hơi thở của mình. Hơi thở là gì? Là sự bình an của tâm. Mà cái tâm mà nó bình rồi á, thì mọi việc nó sẽ thông suốt. Ví dụ cái tâm mình nó an á, con mắt mình nó cũng sáng hơn mà. Tại sao mình có cái nhìn nó khác? Cái việc nó đến á, mà cái tâm mình bình an á, nó giúp cho con mắt mình sáng. Cho nên gọi là thiên nhãn minh hay là thiên nhãn thông. Cũng là con mắt của bình thường của mình thôi. Nhưng mà tại sao bây giờ mình biết nhìn cho mọi việc nó thông suốt? Là nhờ ở cái định lực của tâm. Vậy thì tâm là cái nguồn điện, mắt mình là cái căn, cái chỗ phát điện.
Cái con mắt của mình là cái quạt máy, cái tâm mình là cái điện, nó phát lên. Mà nếu hai cái nó giao tiếp với nhau một cách linh động, hai cái nó còn quất hết, thì cái cánh quạt mình sẽ thấy. Nếu không có cánh quạt, điện có thì cánh quạt cũng không thấy được. Và cánh quạt còn quạt được, cái motor còn được, cho nên điện ghim vô thì nó đưa vô cái motor của cái cánh quạt đó, mình phát cái quạt máy. Thì con mắt của mình nó cũng giống thế, cái miệng mình nó cũng thế. Mà điện trong này mà nó loạn, nó nói loạn. Mà điện trong này mà nó tịnh, nó nói lời tịnh. Cho nên mát điện nó hay sạc lắm, giống như chùa Tây Thiên ở bển vậy đó. Phó Hòa có cái nhà kho cất bao nhiêu là máy móc, đồ đạc cho một khóa tu của chùa, cũng như tất cả những cái quan trọng của chùa nằm trong nhà kho đó. Mà trước khi mình để đồ vô nhà kho đó, nó chỉ là cái kho thường thôi, mình thấy nó không quan trọng cho nên không có mua bảo hiểm. Rồi tới hồi mà để đồ đạc vô quá trời, cái bảo hiểm nó cũng quên. Rồi có một ngày nọ, mới cách đây 2 tuần, 3 tuần gì đó, nó mát điện á, cháy nguyên kho đó. Thì Pháp Hòa nói cũng giống vậy. Khi mà mình, cái tâm mình nó tịnh cũng giống như là điện trong này, mà nó đầy đủ mà nó không bị mát vậy đó. Thế mà điện tốt thì nó phát ra cái nguồn tâm mà tốt, yên tịnh, nó lời nói của mình nó an tịnh. Dù cái chuyện có tày trời đi nữa, lời nói của mình nó khác. Con mắt của mình nó nhìn nó khác, cái tâm của mình cảm thông người khác, thấy rõ được cái đời sống của họ. Cho nên lục thông của Phật á, là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông, gọi là lục thông. Do đâu mà có được lục thông? Nói đơn giản cho nó dễ thực tập trong đời sống của chúng ta thôi. Chúng ta có mắt, tai, thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thần túc. Chúng ta có những cái đó là vì cái nguồn tâm chúng ta tịnh, cho nên nó phát ra được cái năng lực. Ví dụ như bây giờ mình đang giận, thì nó con bắt đầu cái nguồn điện trong này nó tăng trội lên, thì nó hiện lên con mắt. Người ta nhìn con mắt trợn của mình, người ta biết điện này đang cao thế. Người ta nhìn cái cách hành xử của mình, mỗi lần mình để cái chén xuống như thế nào, bữa nay mình để cái chén xuống như thế nào, người ta cảm nhận được. Cho nên cái nội tâm mà nó an hòa, nó biểu lộ lên an hòa. Cái nội tâm mà tức tối, giận dữ, nó hiện lên cái hình, cái sự việc tức tối. Thế thì đạo Phật dạy tu tâm là phải thôi. Cho nên tu theo Phật giáo là trở về được cái gốc, chỉnh được cái gốc thì cái cành lá nó sẽ tốt theo. Nhưng bây giờ muốn làm cho cái gốc đó nó an tịnh thì phải có cái gì chứ. Cho nên mình phải đi tìm những cái nguồn nước trong sạch bổ dưỡng để tưới cho cái gốc đó. Và cái nguồn nước đó là gì? Đó là sự hành trì của chúng ta mỗi ngày. Tại sao một Phật tử phải có hành trì? Chữ hành là thực hành, chữ trì là gìn giữ. Hành trì nghĩa là chúng ta phải giữ cái thời khóa đó, chúng ta hành trì mỗi ngày, hầu làm cho cái cây đó nó được tưới nước mỗi ngày mà không khô héo, gọi là hành trì. Thí dụ quý thầy hỏi đạo hữu ở nhà hành trì gì đó, nói dạ bạch thầy, ở nhà con thường hành trì pháp môn niệm Phật. Dạ bạch thầy, ở nhà hàng ngày con hành trì sám hối lại Phật để giữ tâm con để an tịnh. Dạ bạch thầy, sự hành trì của con ở nhà mỗi ngày là con ngồi thiền. Sáng con ngồi thiền và sau đó con hành thiền, tức là con đi thiền. Đó. Ai cũng phải có hành trì. Cũng giống như là các vị nào mà trồng rau cải đó, mỗi ngày tới giờ nào phải ra tưới nó.
rồi cách mấy ngày phải ra tỉa gọt nó để cho những cái cây cỏ đó nó được tốt. Hễ mình trồng cây là phải tỉa và phải tưới, và thậm chí còn phải chăm sóc coi nó. Tới giờ là phải ra, làm farm là tới giờ là phải ra coi. Cũng giống như các người ta trồng nấm, cái người mà người ta rành về những cái farm nấm, những cái phòng mà trồng nấm là bao lâu phải đi ra coi nó, và bao lâu phải tưới nước nó, và phải đóng, phải giữ cho nó cái độ ẩm như thế nào, vân vân, để cho cái nấm đó, những cái meo nấm đó, nó có thể hình thành những cái tai nấm. Cho nên cái nguồn tâm là cái gốc mà cái đời sống hàng ngày của chúng ta, lời ăn tiếng nói, cách hành xử chúng ta là cái ngọn, là lá, là cành. Mà nhìn vô người đó thì ta hiểu được cái gốc của họ. Cũng giống như mình là một Phật tử thuần thành, đi chùa, có chánh niệm, có tu tập, nhìn khác á. Phật tử mà mới tới chùa, không phải là ta sai nha, nhưng mà mình nói ví dụ đó, người mới tới chùa chưa có hiểu được những cái cách thức, mình nhìn mình biết người này mới tới. Rồi có những người, người ta rất thuần thành, đi đứng như thế nào đó mà để biểu lộ là đây là một Phật tử thuần thành. Cho nên sự hành trì của chúng ta mỗi ngày, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền đều là cần thiết. Chứ chúng ta không thể nói là cái này là hình tướng. Dạ thưa không. Tại vì con người chúng ta lúc nào cũng có phải có nội dung và nội dung và cái hình thức. Hình thức là chúng ta tụng kinh, nội dung cái thời kinh đó là gì để nó đưa đến cái kết quả. Ví dụ như là mình đi thăm bệnh, là hình thức mình đi thăm, là đi tới thăm bệnh. Và nội dung của chúng ta là đến đó để làm gì? Để an ủi một người bệnh. Và chúng ta phải nói gì với người bệnh? Cho nên hầu như mỗi ngày chúng ta đều phải có cái chuyện gọi là hình thức, nội dung. Hình như mỗi ngày chúng ta đều phải có cái chuyện gọi là tưới tẩm. Quý vị thấy là từ sáng đến tối là toàn là mình làm một công việc là chăm sóc và tưới tẩm. Đấy. Sáng ngủ dậy là mình phải chăm sóc mặt mũi mình rồi. Không lẽ để mặt như vậy đi ra đường sao? Phải rửa mặt chứ, phải súc miệng đánh răng chứ, rồi thậm chí phải tắm rửa chứ. Mà tắm rửa chưa, còn chưa bảo đảm nữa, còn phải có những cái khác nó để lên để cho nó giữ được cái cơ thể mình được thơm tho, mặt mày mình nhìn nó đẹp. Đó là sự chăm sóc thân tâm, thân của mình. Điều đó có gì sai đâu, mình có thì phải chăm sóc thôi. Thì chúng ta có tâm, chúng ta phải chăm sóc cái tâm. Bây giờ nói những cái chuyện gọi là đạo lý, gọi là siêu việt mình không nói. Nói cái chuyện đơn giản hàng ngày thôi. Mà bây giờ nếu mà một người Phật tử mà không có cái pháp tu hành trì hàng ngày, thì mình làm sao mình có cái nội dung gì trong cuộc sống mỗi ngày? Cà lơ vậy, không lẽ đợi lễ lớn đi chùa một ngày, năm đi chùa được ba bữa, sáng mùng một Tết rằm Phật đản rồi du lan với Phật đản xong, thì như vậy là cái đó chỉ là mình có cái danh nghĩa mình là đạo Phật thôi, chứ chưa có sự hành trì gì lợi ích thiết thực cho đời sống của mình. Cho nên trong này có một Phật tử nói là hỏi là làm sao để có sự là chỉ cho cái cách gọi là tụng kinh niệm Phật. Tụng bao nhiêu, niệm bao nhiêu nó không quan trọng, tùy sức khỏe mình. Nhưng mà cố gắng chúng ta phải tạo cho chúng ta một cái giờ giấc nào đó để chúng ta hành trì. Và chính cái giây phút hành trì là cái giây phút chúng ta tưới tẩm. Ví dụ như Pháp Hòa bận vậy đó, nhưng mà Pháp Hòa sao ở chùa là một ngày ít nhất Pháp Hòa phải có một thời kinh với đại chúng. Không ra công phu sáng thì cũng phải tranh thủ công phu tối. Vì cái giờ phút đó là cái giờ phút mình tưới tẩm hạnh phúc của mình có mặt cho đệ tử, cho đại chúng trong chùa. Và mình ra đó để mình đại chúng tụng kinh, để nuôi dưỡng đời tu của mình. Và đồng thời khi mình ra mình tụng một thời kinh thì đó là cũng giờ phút mình hành trì cho chính mình.
Cho nên phải có giờ phút hành trì. Và cái chữ hành trì là cái chuyện, cái chữ mà chúng ta dùng hàng ngày trong cuộc sống, không khác nào chúng ta ăn uống mỗi ngày. Chúng ta không thể lui sụp. Vì nếu chúng ta có muốn có được cái cây này nó tốt thì cái sự hành trì không thể thiếu. Cho nên ví dụ bây giờ một người xuất gia ở chùa mình nói thôi bữa nay nghỉ tụng kinh tại Phật tử không có tới. Vậy là mình tụng kinh vì Phật tử hay là vì mình? Cho nên cái chuyện giờ giấc tụng kinh là giờ của người tu, giờ của người xuất gia ở chùa, chứ không phải vì Phật tử có tới mới tụng, không có là nghỉ tụng. Vậy là Phật tử độ mình tu, chứ không phải mình độ Phật tử. Cho nên không có một vị xuất gia nào mà nói thế cả. Vị xuất gia nào cũng biết là sáng hay là chiều gì đó quy định tùy mình ở chùa, mình quy định cái giờ tụng, không có ai tới mình vẫn tụng, vì đó là giờ giấc của mình. Chứ không phải là nói ô bữa nay không ai tới hết thôi nghỉ tụng đi. Mà nếu mình nghe được như vậy là mình biết là cái cây này nó không xong rồi đó. Cho nên cái dù mình cũng vậy. Ví dụ như bây giờ mỗi tối là mình tụng kinh 7 giờ, mà tự nhiên ngày hôm đó là đột xuất gia đình có khách, rồi cái phòng khách được trưng dụng, hay là hơi đông người ồn ào, trường hợp đó lâu lâu mình du di nghỉ một bữa, hoặc thậm chí mình lên phòng mình đóng cửa, mấy đứa con có khách chơi bạn bè vui nhộn, mình có thể lên phòng mình ngồi mình niệm Phật, mình trì chú tụng kinh ngồi thiền và tùy mình, nhưng mà mình vẫn giữ được cái hành trì của mình. Hoặc là lâu lâu mình bỏ bữa không sao, nhưng không thể không có sự hành trì mỗi ngày. Vì theo kinh nghiệm của Pháp Hòa là khi chúng ta thiếu sự hành trì là chúng ta thiếu cái đạo lực. Mà khi đạo lực mà mất rồi á, thì ma lực nó đến. Đạo lực mà không có rồi á, đạo lực là gì? Là cái lực mà mỗi ngày chúng ta đi trên cái con đường đó. Tại vì chúng ta lực nó có nhiều lắm. Đạo lực, Phật lực, Pháp lực, Tăng lực, Ma lực, Chướng lực, Nghiệp lực. Lực là gì? Là cái sức mạnh nó lôi mình. Ví dụ như là mình hôm nay mình nghĩ và mình đã có một cái tâm nguyện là hôm nay mình sẽ tham dự một ngày tu học. Mới đầu là đạo lực nó tăng lắm, và còn phone bạn bè rủ rê đủ đủ á. Xong cái sáng hôm nay cái người ta phone ta nói thôi bữa nay mưa lắm. Cái là nó có cái lực biết không? Giải đãi lực. Là lười biếng lực, nó lo thôi ở nhà. Hoặc là bạn bè mình gọi tới nói là tôi biết bữa nay có cái chỗ này nó bán cái gì đó rất là rẻ, mà nó chỉ có bán bữa nay thôi. Các bắt đầu mình sẽ làm một bài toán. Dù sao tôi cũng đi 4 bữa trước rồi. Nữa gặp thì cũng gặp rồi. Mà với cái chuyện sale này là có ngày bữa nay thôi, thành thử ra ông thầy sẽ bị thua, shopping sẽ được thắng. Thành thử cái đó là cũng là lực. Tại lực là gì? Là sức mạnh nó lôi mình. Cho nên nếu mà mỗi ngày chúng ta cứ nhắm tới cái tâm, cái đạo đó, thì nó có cái đạo lực. Cái tâm mình mà luôn luôn nghĩ Phật, nhớ Phật là Phật lực. Mà nếu chúng ta nghĩ đến tối ngày chúng ta cứ ngớ cái người mà mình không thích, rồi mình mỗi lần mình nói là mỗi lần mình nhớ tới là bao nhiêu cái chữ mà mình không thích về cái người đó nó ra, thì lâu ngày nó trở thành một cái lực. Đó là nghiệp lực, phiền não lực, nó lôi kéo mình. Mà gặp người đó là thế nào mình cũng phát ngôn, nói những cái lời nói, và thậm chí ai đó nhắc về tên người đó là mình chửi với người đó tới tấp. Vì cái lực của người đó nó mạnh quá, cái phiền não của cái đó nó mạnh quá, nó đủ sức, nó lôi kéo mình. Cho nên mỗi ngày phải có sự hành trì. Quý vị chọn một cái cách nào cũng được, ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh. Cũng giống như vị nào mà ăn chay, phát nguyện ăn chay mỗi tháng 2 ngày thì ráng giữ cái đó. Thật ra ăn chay không phải là giải thoát, ăn chay chưa là gì của sự tu hành cả. Nhưng mà ở cái phương diện ăn, chúng ta nguyện tập ăn như thế nào để giảm thiểu khổ đau cho người khác, loài khác. Cho nên mình thể hiện lòng từ bi một chút trong sự ăn chay. Thôi mỗi tháng ăn 2 ngày.
Thật sự ăn chay chưa phải là tu, ăn chay chưa phải là giải thoát, ăn chay chưa không thành Phật gì cả. Nhưng mà mỗi ngày chúng ta đều ăn để giữ sự sống, thì có những ngày chúng ta chọn ăn những món hiền lành. Cũng giống như quý vị, không có ai nói ăn chay, có những người ăn mặn. Nhưng mà nếu món lâu lâu cũng thích đó, xào nấu cái gì bớt thịt, tại vì ăn riết cũng ngán. Thích nấu cái gì đó rau cải thôi. Cho nên nếu mình phát nguyện ăn chay thì mình giữ cái đó. Mình ăn chay mỗi ngày, ăn chay bao nhiêu ngày trong một tháng, mình duy trì cái đó. Cho nên sự duy trì, chữ trì là giữ. Giống như cái chuông này là kêu là chuông gia trì vậy đó. Bữa Pháp Hòa có giải thích đó. Trì là mình giữ đại chúng trong một cái sự yên tĩnh. Lâu lâu mình thỉnh tiếng chuông lên cho đại chúng trở về với sự tỉnh thức. Và mình có sự hành trì thì sẽ có kết quả. Cho nên mỗi ngày đại chúng phải hành trì một pháp môn, đó là thở và cười. Cười đây không có nghĩa lúc nào cũng vậy. Thì ta nhìn mình ta thấy là hơi hơi rồi đó. Người quản gặp là sập sánh tiệm mà. Cười là gì? Tức là mình giữ được cái trạng thái nhẹ nhàng ở trên diện mạo của mình, chứ không phải là mình phải nhăn răng ra mới gọi là cười. Quý vị thấy tượng Đức Phật á, chỉ trừ Đức Phật Di Lặc. Khi người ta tạo tượng của Ngài Di Lặc là một cái người mà bụng to, cười hỉ hạ. Còn tất cả tượng Phật Bồ Tát khác, tượng nào cũng là cái nụ cười sao? Mỉm thôi. Mỉm cười thôi. Mỉm cười là gì? Biểu lộ của nụ cười an tịnh. Riêng Đức Phật Di Lặc là tượng trưng cho sự hoan hỷ. Cho nên nụ cười của Phật Di Lặc là nụ cười hoan hỷ. Còn nụ cười của Phật Thích Ca, nụ cười của các Bồ Tát là nụ cười an lạc. Lạc khác, hỷ khác. Hỷ là vui nhộn, lạc là ở bên trong. Ví dụ như là một chú tiểu gặp một hòa thượng, thì hòa thượng nó ăn mặn. Chú tiểu mới nói: hòa thượng mà còn ăn mặn. Cái thì hòa thượng mới nói: mới có một cái bụng rau mà kiêu ngạo dữ ha. Thì mình nghe cái câu chuyện ngắn gọn đó, nó có cái ý vị ở trong đó. Mình đâu có cười hỉ hả đâu, mỉm cười an lạc vì mình thấm nhuận được cái câu thiền ngữ đó. Mới ăn chay có một hai ngày mà khinh khi người khác, dù người khác người ta có ăn mặn đi nữa, mình cũng không nên khởi cái tâm khinh thường người ta thế. Ăn chay là sự chuyển hóa. Mới có một cái bụng rau mà khinh thường người ta kiểu đó, mà anh này mà anh tu dữ dội nữa, không biết anh coi thường người khác tới cỡ nào. Cho nên hòa thượng chỉ trả lời câu nhẹ thôi: mới có một cái bụng rau mà coi thường người cỡ đó. Thì mình đọc câu chuyện đó nhẹ nhàng, tiếp xúc câu chuyện như một câu, như sự nhắc nhở, không cười hỉ hả, nhưng không phải những câu chuyện tiếu lâm, mà những cái câu nói rất nhẹ nhàng, gọi là ý vị, để chúng ta có được cái tình an lạc. Cười mỉm thấm câu chuyện. Thí dụ mình đọc một câu hỏi, người ta nói: đời là biển khổ. Đời là biển khổ, qua hết biển khổ là qua đời. Mình đọc câu đó xong mình nghiền ngẫm, mình thấy câu này chí lý. Và cái mỉm cười đó của mình là an lạc. Cho nên lạc là gì? Lạc là niềm vui bên trong. Hỷ là cái vui bên ngoài, cái vui nó lộ. Mình nghe một câu chuyện xong mình cười vui như một câu chuyện tiếu, nhưng mà sau đó nó lắng xuống, à, chúng ta nghiệm nó và thấy nó có sự an lạc. Có một Phật tử hỏi là: bạch thầy, con một Phật tử đi chùa đã lâu, nhưng mỗi khi con đi ngang hoặc lau dọn bàn thờ vong trong chùa thì nghe tiếng nói phát ra từ bàn vong nói với con. Con có hỏi thì một vài thầy nói con không nên lên chùa vì có vong theo. Con sợ quá, vài tháng nay con không dám lên chùa.
con rất buồn. Nhân dịp thầy qua Úc gặp thầy, con cúi mông thầy chỉ dạy con phải làm gì và trì chú kinh gì. Trị gì nữa giờ, bị gì cái tâm lý sợ ma nó tràn ngập rồi, có trị gì nó cũng không thoát nổi, rồi gặp thêm một thầy nào biểu đựng lên nữa. Rồi cái này nó không có đúng. Bây giờ ví dụ bây giờ nè, mình nói là có vong nói chuyện với mình mà sao không ghi luôn nói gì, mình phải nghe người ta nói gì. Thật sự ra không có ai nói gì với mình hết á, cái tâm lý mình sợ thôi. Không biết ở đây đại chúng hồi đó mình có một cái tâm lý là mấy cái hình mà người chết á, mình đi đâu mình nhìn họ cái cũng cảm giác là hình như họ nhìn mình không. Họ không biết có ai có cái tâm lý đâu. Hồi nhỏ có quà mà đi tụng đám tang á, cái hình ta còn sống sờ sờ mình không thấy gì hết trơn á, tại mình biết người đó còn sống. Nhưng mà hãy cái hình đó mà đặt ngay cái quan tài rồi, cái mình đi ngang mình đi nghe, mà cái tật sợ mà cứ nhìn thẳng. Rồi hãy mình quẹo chỗ nào mình cũng ngó theo người đó. Rồi mình thấy sao cái người đó hình như là lúc nào cũng nhìn mình. Nhưng mà thật sự ra cái hình đó ta chụp vậy thôi, mà mình ở góc độ mình nhìn thì tự nhiên mình giao cảm thôi. Mình thấy mình cái người đó như nhìn mình vậy. Cho nên một vị thầy tu lẽ ra phải khuyên Phật tử, khuyên vậy nè, ví dụ thôi, không có sao đâu. Ví dụ như người ta có nói gì với cô sợ thì cô cũng có thể khấn. Cô nói quý vị ơi, tôi chỉ lên đây tôi lau dọn bàn thờ Phật, bàn thờ quý vị cho sạch sẽ thôi. Tôi sợ lắm, quý vị đừng có nói gì cho tôi nghe. Tôi sợ tôi không dám lên chùa làm công quả nữa đó. Mình nói vậy có họ sợ nhà họ dơ, họ hỏng cho mình không nói gì nữa. Ví dụ như là thật ra cái này là tâm lý, thì mình dùng tâm lý mình trị lại. Người đó tâm lý sợ thì cái tâm lý là mình có xin phép mình nói cho mình yên tâm. Cũng giống như mình dọn vô cái nhà mới, mình dọn vô cái nhà mới thì cái lễ của mình là thường hay cúng đất đai để dọn vô nhà. Mà có cái ông đất nào hiện lên nói phải cúng gì không? Nhưng mà cái tâm lý là mình đem một cái dĩa trái cây, một chung trà vô mình khấn, mình nói hôm nay là ngày này con hôm nay chính thức dọn vô nhà này ở, thì con xin trình cho các vị đất đai thổ địa ở đây, xin các ngài chứng biết và gia hộ cho con ở đây được an ổn. Mà nếu ông nào mà hiện lên nó ừ được nhất định bán liền chứ không thể ở, nhờ mấy ông nín thinh nó mới ở đó. Nhưng mà cái tâm lý thôi, mình có xin á là tự nhiên ở thì sao, yên tâm là trước khi tôi vô cúng rồi, trước khi tôi vô ở tôi cúng rồi. Mà mình xin phép mấy ổng cho mình ở, mà may là mấy ổng nín thinh mình mới dám ở, chứ bây giờ mình xin đã đời rồi mấy ổng hiện lên mấy ổng nói được ở đi là nhất định bán chứ không thể ở, nhà này có ma. Quý vị có hiểu được cái, thấy được cái chỗ mà nói, cho nên đó cái này là tâm lý. Thì nếu mình là một người thầy, một người thầy là mình phải chỉ dẫn làm sao cho Phật tử người ta tu, người ta hết sự sợ hãi. Trong ba cái thí, tài thí, pháp thí, vô úy thí, mà người ta sợ ma mà mình nói kiểu này là không phải là vô úy thí rồi. Thậm chí mình nói không có sao đâu, cô cứ niệm Phật rồi vừa quét dọn cô niệm Phật không có sao hết. Và nếu không nữa là cô cứ thắp cây hương cô khấn đi, cô nói các vị ơi, các vị vong linh nam nữ thờ ở chùa đây, tôi lên đây tôi làm công quả dọn dẹp chùa, quý vị đừng hiện hình hiện tướng cho tôi nghe, tôi thấy tôi sợ là tôi không dám lên chùa nữa. Bây giờ quý vị thương tôi, quý vị cho tôi được làm công quả, quý vị đừng cho tôi thấy nghe gì hết. Nói xong cái là tự nhiên hết nghe hết thấy. Nó tâm lý mà. Mà hơn nữa đó là dù thật sự có đi nữa thì thầy phải tìm mọi cách nào để trợ duyên cho Phật tử, cho họ bớt cái sợ hãi, chứ đâu có nói thôi họ nói vậy thôi, họ đang theo bà đó, bà ở nhà đi. Cái này là chẳng khuyên Phật tử thêm tinh tấn, mà đây là sự lui sụp. Và lui sụp không đáng thiết, không cần thiết. Lui sụp không đáng, và đồng thời không mang lại cái tính chất giáo hóa bằng cái pháp môn vô uy thi. Quý vị nhớ hồi đó mình đi chỗ nào mình sợ ma, mình làm gì? Niệm Phật.
Rồi xong cái người ta dạy vậy nè, bắt ấn đây nè, tại vì ma nó vô đây nè. Quan niệm là ma nó vô ngón cái, ngón tay cái mà ra ngón chân cái. Cho nên hãy chỗ nào mà ma cứ bắt ấn đó nè, án mà đi bác Di Hồng, án mà đi bác Di Hồng, đi suốt đoạn đường luôn mà ma cọ không có ma nào hết á. Tại vì sao? Vì cái phẩm phổ môn trong kinh Pháp Hoa là cái phẩm phá tưởng ấm. Con người mình nó có năm thứ: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và con người chúng ta bị một cái tưởng, mà cái tưởng nó thuộc về ma. Bởi vì tưởng á, nó là đã là tưởng là đâu có thật. Bây giờ trong phẩm phổ môn mới nói, người nào mà sợ sệt cái gì thì niệm cái đó, niệm Quan Âm thì sẽ hết. Tại vì sao? Khi mà mình không có Quan Âm thì mình nhớ ma. Bây giờ mình nhớ Phật thì mình quên ma. Cho nên phẩm phổ môn là phẩm phá tưởng ấm, phá cái tưởng của năm uẩn. À, hễ mà nhớ Phật là quên ma. Cho nên cái giờ mà mình tụng kinh là nhớ kinh là quên nghiệp. Cho nên giờ mình sám hối lại Phật là dừng một giờ lại Phật, là mà cái giờ mà lại Phật mà tụng kinh sám hối là quên cái nghiệp. Cho nên gọi là tụng sám hối giảm nghiệp, giảm lỡ cái chỗ chúng ta dừng tạo nghiệp trong một tiếng đó. Và chúng ta đưa những cái lời kinh nhắc nhở mình để đi sâu vào cái tâm thức của mình, để mỗi ngày mình nhớ những cái đó. Cho nên không thể mà gọi là vì cái chuyện đó mà chúng ta lui sụp được. Nếu mà bây giờ mình nghĩ là ma sống mà họ làm khổ mình mà mình vẫn còn đi chùa nữa, chứ đừng nói ma chết. Ma sống là ai? Là những người gây phiền não khổ lụy cho mình. Tại sao một lời nói người ta mắng mình mà mình còn vẫn đi chùa được? Mà huống chi mấy người kia, ta ngồi trên bàn tao rù rì mà biết tắt ta nói với mình không? Nhiều khi ta nói chuyện với nhau sao? Rồi mình làm hàng xóm, làm bà tám, mình đi nghe làm chi rồi mình sợ. Cho nên mình đừng có sợ cái chuyện đó. Tỳ kheo có ba nghĩa. Chữ tỳ kheo có ba nghĩa. Một là phá ác, hai là bố ma, ba là khất sĩ. Chữ tỳ kheo có ba nghĩa. Mà cái nghĩa của chữ phá ma là gì? Là bố ma là gì? Là làm cho ma sợ. Mà ma này nó có ba loại, bốn loại: ma phiền não, ma trời, ma chết, ma ngủ quẩn, ma ngủ ấm, gọi là tứ ma. Phiền não là một thứ ma, cho nên sợ sệt là một thứ ma. Con người mình nó cũng sợ, có cái sợ chứ. Nhưng mà Đức Phật nói nè, có những cái chúng ta nên sợ. Đó là sợ cái gì? Sợ tội lỗi. Chứ Đức Phật không có dạy chúng ta sống đời đừng sợ gì hết nha. Phật không nói vậy à. Phật nói có những cái nên sợ và có những cái không cần sợ. Có một cái nên sợ là sợ tội lỗi. Vì sợ tội lỗi cho nên không dám làm điều phạm pháp. Mình sợ bệnh không? Sợ bệnh cho nên ăn uống cẩn thận. Sợ khổ không? Sợ cho nên không dám gieo khổ cho ai và cũng không làm gì để khổ mình. Sợ chết không? Sợ. Nhưng mà sợ chết thì không phải là nó không chết. Bởi vì chết là chắc. Cho nên mỗi lần gặp nhau không cần nói chắc chết. Tại vì chết là chắc. Không có gì chắc, chỉ có chết chắc thôi. Cho nên Đức Phật có nói trong bài kinh đó, có một điều chúng ta cần có sợ là sợ tội lỗi. Sợ gieo rắc khổ đau. Mà hơn nữa mình cứ nghĩ đó, mình đi chùa mình làm công quả chứ mình làm cái gì đâu mà ma phải nhát mình. Mà ví dụ như có những người mà người ta, ví dụ như có ma họ nhát mình đi, nhưng với cái tâm niệm thiện lành mình không làm gì họ, mình chỉ đến đây mình chăm sóc chùa chiền thì cũng không có gì phải sợ. Mình có làm gì hại họ đâu. Cho nên mình để cái bàn thờ linh đó không phải là để mình nhát ai. Trên cái đạo lý là chúng ta nhớ cội nguồn. Trên cái sự tu tập là chúng ta giáo hóa độ cho những người chưa siêu thoát. Nhiều khi họ còn bám víu cho nên họ lẩn quẩn, họ nghe kinh, nghe pháp.
mình về đó mình làm công quả, mình giúp đỡ cho cái nơi chốn của họ được sạch sẽ an tịnh thì không có gì hại mình cả. Cũng giống như hồi nãy Pháp Hòa nói, khi mà cái nguồn tâm mình tịnh rồi thì tất cả mọi thứ khác nó tịnh. Cho nên đó, chữ thông là gì? Thông là không có ngăn ngại. Chữ thần là gì? Chữ thần nghĩa là sức mạnh, cho nên gọi là thần thông. Sức mạnh để nó thông suốt không trở ngại gì hết. Sức mạnh của mắt, sức mạnh của tai, sức mạnh của tâm. Mình nhìn cái người đó, sao họ hình như họ không bình thường á. Mình mới gặp họ bữa nay, mình nhìn họ không bình thường. Nhưng khi mình ngồi nói chuyện với bà con quyến thuộc của họ, mình biết trong quá khứ họ đã từng trải qua một cơn khủng hoảng, tâm lý họ không bình thường. Ngày nay họ đang trên cái đà hồi phục nhẹ nhàng. Cho nên mình nhìn đó, mình hiểu được cái hoàn cảnh khổ đau của họ. Cái đó gọi là tha tâm thông, hay gọi là thần túc thông, hay gọi là túc mạng thông, nghĩa là biết được cái quá khứ của họ. Con người nó có những cái quá khứ khổ đau, cho nên ngày nay mà họ như vậy đó là cũng có nguyên do. Hiểu được như vậy gọi là thông. Mà có khả năng hiểu gọi là thần. Có khả năng hiểu gọi là thần. Không trách móc họ, ôm ấp được họ gọi là thông. Cho nên thần thông là điều có thật. Nếu chúng ta thật sự nguồn tâm mình an tịnh thì mình có thần thông ở mắt, ở tai, mình có thể lắng nghe. Có nhiều người ta nói chuyện nghe không được, kỳ lắm. Nhưng mà mình thông cảm, tại vì người đó có cái bệnh. Người đó có bệnh. Mà nếu mà họ bệnh tâm thần thì cái lời nói họ đâu có bình thường. Mà nếu mà mình đã biết họ bệnh tâm thần mà mình trách những người đó thì không biết tâm thần mình có bình thường không, thì không biết. Thí dụ mình nói cái người đó là bất thường, họ bất thường mà mình cứ bình thường, đó mới là cái chuyện thường để nói. Còn họ bất thường mà mình bất thường theo thì hai người ngồi ngó nhau uống thuốc, anh là người uống thuốc. Quý vị có nhớ ở trong cái Tây Du Ký có kể một câu chuyện. Một hôm nọ đó, hoàng hậu ngủ dậy, hoàng hậu nhìn ông vua bị cạo trọc đầu, hoàng hậu cười, bữa nay hoàng thượng nhìn funny quá. Cái bà hoàng hậu có nhìn ông vua bị cạo trọc, nó chơi bữa nay hoàng thượng hai người ngồi ngó nhau không nói gì hết mà cười, tại vì cười hai cái đầu trọc. Thì cái câu chuyện ở trong Tây Du Ký đó, cái đoạn đó muốn nói con người chúng ta đôi khi người bệnh này nhìn người bệnh kia, tất cả chúng ta đều có những cái tật đó, mà mỗi người một kiểu mà mình không thấy. Mình thấy cái tật của người khác rồi mình chỉ tay, mình cười thầm, mình khiều móc coi. Nhưng mà những lúc mà mình trề môi, mình trợn mắt, mình chỉ trỏ, mình nhìn cũng funny lắm mà mình đâu có biết. Mà người khác nhìn mình, mà nếu mà có cái máy chụp hình mà chụp ngay cái chỗ đó đó, gửi cho mình nói bữa nay coi đẹp không. Ôi trời ơi, sao tôi kỳ vậy. Tại vì thường thường khi mình muốn chỉ trỏ ai, muốn đàm tiếu về ai, diện mạo mình không bao giờ bình thường. Môi mình phải trề ra một chút, mắt mình phải trợn trợn chút, mặt mũi mình nó nhìn lạ lạ một chút. Cho nên thường trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta không thấy được cái bản chất của mình, gọi là trên trừ khi nào chúng ta đủ cái định lực, đủ cái sự trở về. Cho nên tu là gì? Tu là một sự trở về. Trở về với chính mình. Trở về với chính mình để thấy được mình. Thấy được mình là thấy cái gì? Không phải chỉ thấy cái tốt của mình không, mà thấy luôn tất cả những cái điểm tiêu cực còn chưa chuyển hóa của mình. Thấy cái xấu để chúng ta chuyển hóa, thấy cái tốt để chúng ta làm gì? Chúng ta bồi đắp. Cho nên có một bài kinh gọi là Kinh Tư Lượng. Cái bài kinh gọi là Kinh Tư Lượng. Kinh Tư Lượng là gì? Tức là suy tư và đo lường. Đức Phật nói có những người như một người nhìn xuống cái hồ nước, hay một tấm gương, hay một hồ nước trong, thấy mặt mình sạch và nói với mình tốt lắm, mặt tôi rất sạch. Và từ đó người đó nuôi dưỡng tâm niệm hân hoan và biết mình cần phải tu tập thêm nữa để nuôi dưỡng sự tươi đẹp đó.
Nhưng nếu mình nhìn một tấm gương, một hồ nước, thấy mặt mình dơ và nói rằng mặt tôi dính là tôi cần phải chùi rửa, biết rằng tôi cần tu tập hơn nữa để làm cho cái tâm tánh của tôi, cái diện mạo của tôi nó được sạch sẽ. Tức là mình nhìn vào đó, không phải chỉ để chê trách, cũng không phải chỉ để khổ đau, mà chỉ để thăng tiến. Ví dụ như quý vị ngồi tụng kinh khoảng chừng 3 năm nay, và một thời gian sau mình thấy bắt đầu mình có một phần thuộc kinh, và lời kinh ít nhiều đã thấm vô tâm mình. Và bây giờ đối cảnh, đối mọi cái cảnh duyên nó đến, tâm mình có cái vẻ bình an hơn trước. Mình biết tiếp xúc, mình biết tiếp nhận, mình biết chuyển hóa, thì mình phải hoan hỷ và thấy rằng 3 năm nay tu có kết quả. Cho nên cái câu mà đối cảnh vô tâm của nhà Phật hay nói đó, mà các vị thường nghe nói đó, trong 20 cái khó mà Tứ Thập Nhị Chương nói đó, kinh Tứ Thập Nhị Chương có một chương gọi là 20 điều khó, thì trong đó có một cái khó gọi là đối cảnh vô tâm, gọi là khó. Thì cái chữ đối cảnh vô tâm không có nghĩa là đối với tất cả mọi cảnh duyên nó đến mình thờ ơ, không quan tâm, lạnh là gọi là lãnh đạm với nó, không phải vậy. Đối cảnh vô tâm là tất cả mọi cảnh duyên nó đến, tâm mình nhẹ nhàng tiếp xúc chuyển hóa, mà nó không đủ khả năng để nó lay động khổ, làm khổ mình. Chứ không, chúng ta vẫn tiếp xúc giải quyết, nhưng mà không để cho nó làm một cái nặng nề đối với mình. Pháp Hòa ví dụ như là một cái việc gì nó đến, nó xảy ra trong gia đình mình, bây giờ nó đã đến rồi, mình chấp nhận nó cũng đã đến, mình không chấp nhận nó cũng đã đến. Nhưng mà mình có cái tâm lý không chấp nhận là mình đau khổ ngay cái quả ngay chỗ đó trước á, rồi xong rồi mình có cái khuynh hướng là từ chối, không muốn biết sự thật, thì cái sự việc nó càng tồi tệ hơn. Nhưng mà nếu mà chúng ta chấp nhận nó rồi thì chúng ta sẽ tiếp xúc với nó và chúng ta giúp cho nó cải thiện nó được phần nào hay phần này. Ví dụ như bây giờ mình cầm tờ giấy lên, lửa nó cháy, mình nhận ra liền thì mình dập tắt ngọn lửa liền. Tuy lửa đã cháy một góc của tờ giấy, nhưng ít nhất nó chưa cháy trọn tờ giấy. Sự thật đã đến thì chúng ta, cái quan trọng là chúng ta đủ cái năng lực chúng ta tiếp nhận nó. Thì cái chữ đối cảnh vô tâm mà trong kinh điển thường dùng không có nghĩa là chúng ta thờ ơ mặc kệ, mà chúng ta đủ khả năng tiếp xúc, giải quyết, đối diện, ôm ấp, mà chúng ta không, nó không là một cái đề mục để chúng ta phải phiền não khổ đau. Cho nên ngài, cái bài thơ thiền quý vị thường nghe vậy đó, ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm khỏi hỏi thiền. Chữ thiền là chúng ta có khả năng nhận biết, và khi cái việc gì đó đến chúng ta đều lấy thiền ra nhìn nhận đó. Nghĩa là cái khả năng ôm ấp nhận biết tất cả như là, mà không so sánh, không khổ đau. Trời ơi trời, tại sao con tôi hồi 15 tuổi nó dễ thương, qua 16 tuổi nó hư? Không phải. Mình nói vậy là rõ ràng mình biết hai cái tuổi nó khác, hai môi trường nó khác rồi. Đừng có nói mình nè, sáng hôm qua còn khỏe mạnh, sáng nay tự nhiên đi không được, cái chân nó đau. Rồi sáng hôm qua tối đi ngủ còn khỏe lắm, định là sẽ làm này làm kia, tự nhiên sáng nay nhức đầu sổ mũi, cảm nóng lạnh đó. Rồi không lẽ mình la làng mình trách móc sao? Vì cuộc đời nó sẽ thay đổi theo cái vô thường tuổi tác, môi trường. Chúng ta mà qua đây chúng ta sống mấy chục năm nay rồi, bây giờ mình khác với con người của mình ngày xưa. Tại vì mình ở trong cái hoàn cảnh này, mình hấp thụ cái hoàn cảnh này. Cho nên khi mà cái tâm nó định tĩnh thì nó là như vậy. Thì sự tu tập của chúng ta đó, không phải là chúng ta cần phải làm gì cho thiệt nhiều, mà cái quan trọng là chúng ta duy trì nó, hành trì nó, và không để cho cái sự giải đãi lười biếng nó chiếm hữu.
Ví dụ như là quý vị tụng kinh ở trước bàn Phật, lúc nào trên nguyên tắc tu ở đâu cũng được hết á. Tu trên ghế, tu trong phòng, tu ngoài xe, tu trong bếp, tu bất cứ ở đâu. Nhưng nếu mình có thể sắp xếp được một cái giờ nào đó mình đối trước bàn Phật để mình giữ gìn một cái thời khóa hành trì nó vẫn hơn. Tại sao? Vì hình ảnh của Phật, cái môi trường, một cái đạo tràng tu tập, nó là cái năng lực nó giúp cho mình. Chứ còn cái chuyện, nhưng mà cho dù mình có được thực hiện cái đó cũng chưa gọi là đủ. Rồi thế là chúng ta đi đứng nằm ngồi chúng ta không lo tu, không phải. Cái giờ phút mà chúng ta đối diện đó trước bàn Phật là cái giờ phút giúp cho mình cái năng lực nó đi mà không có bị sức mẻ. Coi vậy chứ niệm Phật vừa đi vậy chứ hãy thấy cái ly cũng cầm xuống xinh. Rồi thấy đứa nhỏ mà nó ăn nó vứt rác thì cũng phải khôn xuống lượm. Rồi thậm chí nó ngủ của mình nhìn đồng hồ mình thấy tới giờ nó đi học rồi mà sao chưa dậy, cái vô tay thì cũng lần chuỗi dậy con dậy. Hoặc là mình lắc lắc nó rồi cái nó giật mình dậy, cái mình chỉ cái đồng hồ, mình không nói, mình chỉ nó cho nó biết tới giờ, nó cũng có cái tác động. Tuy là mình tu vậy nhưng mà cái còn đi đứng giao tiếp là còn sự tác động. Nhưng mà nếu mình đóng cái cửa phòng là mình nhất tâm mình ở đó thì cái sự mà miên mật nó sẽ dễ dàng hơn. Nó là vậy đó. Cho nên các vị mà mình ăn chay kỳ đó, mình ví dụ đó, mình ăn chay kỳ tháng 2 ngày 3 ngày là trời ơi phải coi lịch. Ăn tháng ăn chay kỳ là phải nhớ lịch mà coi. Còn ăn chay trường cần coi lịch không? Không cần. Ngày nào cũng giống nhau vậy. Cho nên không cần dụng công mà mọi việc nó đi vào cái khuôn. Còn mình chưa thuần thì lúc nào cũng phải dụng công hết. À, một cái ví dụ nhỏ như vậy đó. Mình ăn chay trường rồi thì ngày nào cũng khỏi phải lo coi lịch, mà thậm chí không cần ghi giấy để nhớ mua đậu hũ nha, nhớ mua rau nha, tại mang chay. Mình ăn chay trường rồi thì bước vô chợ cái là đi vô thẳng cái hàng chay mà không cần phải quẹo đâu mà không cần nhắc nhở gì hết. Đó gọi là vô công dụng hành. Cũng giống như mà mình hồi đó chưa có quen cái vụ mà seat belt thì mình lên xe bình thường, nhưng khi mà chính phủ đã quy định lên xe là phải cài dây beo rồi thì lúc đó phải nhớ. Làm thuận thời gian rồi, giờ nó thành cái thói quen rất là chánh niệm rồi, là bước lên xe là tự nhiên cái tay nó kéo cái dây xuống. Và nếu mà mình những cái xe tối tân bây giờ nó có cái chuông chánh niệm, mình mà quên á, mình quên mình lái chừng vài phút nó ton 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 ton, đó là chuông chánh niệm nó nhắc mình. Cho nên người nào mà lái over speed á, có những cái đèn chụp. Và nếu mà cái tâm mình định tĩnh á, mình không có ghét mấy cây đèn đó, mà mình thấy ô mấy cây đèn này là đèn chánh niệm, tôi thấy nó là tôi biết tôi phải chạy chậm lại. Vậy thì cái đèn đó đó nó chưa hẳn là xấu, và nó chính là cái đèn giúp cho mình phải chậm lại để giữ sự an toàn cho mình và cho người, và thậm chí khỏi phải tốn tiền nữa. Cho nên nếu cái người tâm tịnh thì họ đâu thấy gì là ác pháp đâu. Không có pháp nào mà gọi là không phải là cái pháp tu cả. Cho nên người đó không cần phải làm gì hết, gọi là vô sanh nhẫn. Đấy, trong này có một câu hỏi, cái gì gọi là vô sanh nhẫn? Không có pháp nào phải sanh. Ví dụ như mỗi ngày mình đã thấy cái người đó như vậy rồi, cho nên sáng nay gặp mấy người đó thế nào cũng bị họ nói móc một câu à. Ngày nào vô cũng nghe họ móc một câu. Thì bây giờ mình đi sáng ra đi làm vô gặp người đó đó, mình không cần khởi một cái pháp nhẫn gì nữa hết. Vì mình thấy cái này nó bình thường. Vô sanh nghĩa là vô sanh pháp, không pháp nào phải sanh nữa. Mình không khởi pháp gì để nhẫn họ, bởi vì mình thấy họ đã bình thường rồi, họ không phải là mới bắt đầu, hôm bữa nay họ đổi kiểu gì nữa hết, bình thường. Cho nên mới đầu là còn phải nhẫn, nhẫn riết thời gian bình thường mọi việc thì gọi là vô sanh nhẫn. Vô sanh nhẫn là không cần khởi sanh khởi một cái pháp gì để nhẫn gì nữa hết, tại vì mình thấy rõ biết các pháp nó là như vậy. Cho nên không cần phải khởi một cái tâm. Ví dụ mình biết cái tật người đó rồi, bây giờ ngày nào cũng gặp người đó như vậy thì có gì đâu phải nói ráng nhẫn nha, khỏi, bình thường.
Giờ cái người đó có nói gì nói mình cũng bình thường vậy, tại vì mình thấy được cái chỗ vô sanh của mình rồi, không cần phải sanh một pháp gì để nhẫn gì nữa hết. Ví dụ như cuộc đời này có sống chết thì đâu có cần phải khổ đau gì nữa đâu, đâu có cần phải sanh khởi phiền não khổ đau gì nữa đâu. Thậm chí mình nhìn một người bệnh đó, mình biết là cái ngày thọ mạng của họ đã gần kề kết thúc, cho nên iPhone tới nói chị ơi anh năm anh bảy gì đó đi rồi. Ồ vậy hả, đi rồi hả, mình không có surprise nữa. Còn cái người mà đang khỏe mạnh ta gọi tới nói là mình giật mình á. Còn cái người mình đã thấy họ bệnh và bây giờ báo tin là họ đi rồi, cái mình nói ồ vậy hả, à thôi, có đôi khi mình còn nói nữa thôi vậy cũng tốt cho ảnh, tại ảnh nằm hoài tội nghiệp quá đó. Mình không có bị một cái gì nó làm cho mình phiền muộn nữa hết, mà mình còn chấp nhận được sự việc nó như là đó. Thì cái này nó hiện thực trong cuộc sống. Nhưng mà nếu hằng ngày mình không có cái sự định tâm đó, khó mà mình có thể chấp nhận tất cả mọi sự việc nó xảy ra, dù lớn hay nhỏ. Cho nên thưa đại chúng là trong cuộc sống này có những người thân của mình, họ có những cái thay đổi mà mình không thể ngờ. Mới đầu mình surprise lắm, mình ngạc nhiên, mình sốc lắm, à, nói theo bây giờ là sốc, mình bị sốc lắm. Nhưng mà rồi cuối cùng cũng phải trở về với cái trạng thái bình thường, là bởi vì họ đã đến mức đó rồi. Thì nếu mình không bình thường thì mình sẽ khổ. Vì bình thường để làm gì? Để tìm phương pháp an ủi, ôm ấp, giúp đỡ, chấp nhận người đó, chứ không phải làm gì để đẩy họ. Hay tại vì mình chấp nhận thì mình sẽ chuyển hóa được họ một phần nào, và mình ôm ấp được họ thì mình còn duy trì họ được chút nào, còn không mình đẩy họ ra thì họ sẽ đi xa hơn đó. Cho nên cái quan trọng là mình trở về được với cái trạng thái bình an của mình. Ở trong này có mấy câu hỏi vậy đó, thì Pháp Hòa kết hợp mấy câu hỏi đó để chia sẻ với đại chúng buổi sáng hôm nay. Bây giờ mấy giờ rồi? 12 giờ rồi. Thôi mình sẽ dừng ở đây để mình đi ăn trưa.